Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng: các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp Siloác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này: người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp: thưa ông, xin cứ để nó lại 5 nay nữa, tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó, may ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi. Đó là lời Chúa. Thưa quý bà anh chị em, thời Chúa Giêsu chưa có báo chí, truyền thanh, truyền hình, truyền mạng, mà chỉ có truyền miệng thôi. Nhưng mà các cái biến cố tai họa kiểu như tổng trấn Phi-la-tô tàn sát những người Galilê, chuyện tháp Siloác đổ xuống đè chết 18 người vẫn lan nhanh khắp xứ sở. Ngày nay, những cái câu chuyện như thế đầy. Cứ mở một tờ báo hay là mở một cái trang web tin tức nào đó, chúng ta cũng có thể bắt gặp từ chuyện gần cho đến chuyện xa, chuyện tai nạn, xe cộ, chuyện lũ lụt, động đất, rồi chuyện chiến tranh, chuyện khủng bố. Gần với chúng ta nhất có lẽ là chuyện COVID đã kéo dài đã 2 năm. Và chắc quý bà anh chị em đều nhớ vào cái lúc cao điểm nhất, cái tiếng xe cứu thương réo inh ỏi ngày đêm chạy khắp thành phố đến ám ảnh. Thật là khủng khiếp, khủng hoảng. Biết bao nhiêu người đã chết. Và trong số đó cũng có những người thân của chúng ta. Cho nên có lẽ chúng ta không nghĩ rằng, không cho rằng tất cả những cái người mà thiệt mạng đó đều là những cái người tội lỗi cho nên bị phạt. Nhưng mà biết đâu, chúng ta chẳng cảm thấy hả hê khi mà những cái người mất đó là những cái người mà chúng ta không ưa, hoặc là những cái người mà đã từng gây hại cho mình. Chúng ta nghĩ cho đáng kiếp, ông trời có mắt, đúng là trời phạt. Cũng y như thế, cái câu chuyện gần đây là cái câu chuyện chiến tranh Ukraine. Chắc là nhiều người trong anh em chúng ta mỗi ngày đều lên mạng để cập nhật tin tức chiến sự,
của Ukraine. Bao nhiêu người chết, đánh tới đâu, thiệt hại mỗi bên thế nào. Trước những cái câu chuyện này, chúng ta thường có cái phản ứng và có cái suy nghĩ như thế nào? Chúng ta phân tích nguyên nhân, phẫn nộ lên án cái kẻ gây chiến, hoặc là tỏ ra thương cảm với những nạn nhân vô tội. Vâng, tất cả những cái câu chuyện thương tâm, những cái câu chuyện động trời như thế được chúng ta bàn tán, nói bên bàn cà phê, những cái lúc trà dư tửu hậu. Và rồi chúng ta dừng lại ở đó, dừng lại ở cái sự kiện đó thôi. Cái sự kiện đó nó làm như nó chẳng có liên quan gì đến mình, nó chẳng có chạm gì đến, nó chẳng có thay đổi cái gì được mình hết. Và cái thái độ chung nhất của chúng ta là cái thái độ giống như một ông quan tòa đứng ở trên, nhìn xuống, phán, lên án, phán xét. Hoặc là một cái người bảng quang, cho biết thế thôi. Thế thì đó có phải là cái thái độ khôn ngoan hay không? Lời Chúa Giê-xu nói với những người Do Thái thời xưa có chạm đến chúng ta không? Các ông tưởng những người bị chết thảm là những cái người mắc tội nặng hơn tất cả những người ở Galilee và thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Không chịu sám hối thì chết y như vậy. Mọi biến cố đều là những cái sứ điệp Thiên Chúa nói với con người. Có khi là những cái sứ điệp tối quan trọng, bởi vì nó liên hệ đến vận mạng đời đời của con người, của mỗi người chúng ta. Những tai nạn thảm khốc ở đâu đó không chỉ là chuyện của người khác, mà là chuyện của chính tôi. Nếu các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Chúa Giê-xu đã có ý nói mạnh đến như vậy nhằm thức tỉnh những người Do Thái đang sống trong cái an toàn giả tạo, tự hào cho rằng mình là người công chính, mình là người vô tội. Cho nên được Chúa cho bình an. Chúa Giê-xu muốn đưa họ ra khỏi cái ảo tưởng đó. Chúa Giê-xu muốn nhắc mọi người hãy nhớ những cái chuyện đó là lời Chúa nhắc nhở. Mọi người cần phải sám hối. Chẳng biết ai tội nặng hơn ai đâu. Vâng, chúng ta cũng vậy. Chúng ta thường có cái thái độ thiếu khôn ngoan như vậy. Chúng ta cho rằng những cái biến cố kia chẳng có liên quan gì đến mình, chỉ là chuyện của người khác. Lời Chúa hôm nay là lời nhắc nhở, cảnh cáo. Lời Chúa hôm nay nhiều khi chúng ta nghĩ chỉ là cái lời nhắc người khác, chứ không có nhắc đến mình. Chúa kêu gọi sám hối là ai sám hối, chứ không phải là tôi. Không, không phải như vậy đâu. Chúa nói là nói với tôi. Lời Chúa là nói với tôi. Chúa cảnh tỉnh trực tiếp tôi. Lời Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô trong bài đọc 2 đó cũng là cái lời cảnh báo. Ngài bảo, ai tưởng mình đứng vững thì hãy coi chừng kẻo ngã. Mình tưởng rằng mình tốt rồi, mình đạo đức rồi, tuần nào mình cũng đi lễ rồi. Coi chừng kẻo ngã. Cho nên, chúng ta hãy lắng đọng tâm hồn, hãy để cho cái lời Chúa vang lên. Như Chúa nói với chính tôi vậy, không phải nói với ai. Chúa nói, nếu con không sám hối, thì con cũng chết như vậy. Đây không phải là một cái lời dọa nạt, mà là một cái lời
cảnh tỉnh mạnh mẽ. Bởi vì suy cho cùng, chết mà không kịp sám hối, dẫu là cái chết kiểu gì đi chăng nữa, thì đó đúng là một cái chết khủng khiếp nhất, không có gì sánh bằng. Chết trong tình trạng tội lỗi, mất ân sủng. Cho nên, chúng ta nếu có thể về nhà đóng cửa phòng mình lại, lập lại cái câu này, lập lớn lên thành tiếng, để cho lời Chúa vang lên trong tâm hồn của mình này. Nếu tôi không sám hối, thì tôi cũng chết y như vậy, chết thảm, chết trong tội lỗi. Có ý thức rằng cái lời kêu mời sám hối đó là dành cho chính mình, thì chúng ta mới thấy việc sám hối là khẩn thiết. Chính tôi phải sám hối, chứ không phải là ai khác đâu. Và đây có thể là cái cơ may cuối cùng. Không còn thời gian nữa đâu. Trước sự ra đi của người khác, bao nhiêu người đã chết trong cái cơn dịch COVID. Thế mà chúng ta vẫn còn ở lại đây, thì phải hiểu rằng Chúa cho chúng ta sống cho đến hôm nay là Chúa cho chúng ta cơ hội để sám hối đổi đời. Như là cái cây vả không sinh trái, được người thợ làm vườn năn nỉ với ông chủ, xin để cho nó một năm nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh, bón phân, may ra nó có quả chăng? Bằng không, năm tới ông sẽ chặt nó đi. Sám hối cho một năm nữa đó. Sám hối cần phải có thời gian, Chúa để cho chúng ta thời gian. Chúng ta có phải là cái cây vả không sinh trái hay là không? Phải hỏi mình, có phải là cây vả không sinh trái hay không? Cái dụ ngôn cây vả bắt đầu như thế này. Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho của mình. Anh chị em có để ý cái câu đó không? Một cây vả mà lại trồng trong vườn nho. Nho là một giống cây quý. Người ta trồng nho để hái quả, để làm rượu. Cho nên nó có mang lại cái lợi ích kinh tế. Cho nên cái đất để mà trồng nho đó phải là cái đất tốt, được rào dậu, bón phân, tưới nước. Còn cái cây vả đó, cái cây vả là một cái giống cây trời sinh, trời dưỡng, không cần chăm sóc gì hết. Giống như là cái cây khế, cây trùm ruột hồi xưa mà chúng ta hay thấy. Thường được trồng ở dọc đường, lấy bóng mát thôi. Con nít thường hái, ăn, chơi. Những người lữ khách có thể hái trái tạm ăn khi mà lỡ độ dọc đường. Chúng ta nhớ trong Phúc Âm có kể lại cái câu chuyện một ngày kia Chúa Giêsu với các môn đệ đi từ Bethania lên Jerusalem. Dọc đường Chúa thấy đói. Chúa thấy có một cái cây vả, Chúa đến gần để tìm trái, nhưng mà không có trái, chỉ có lá thôi. Nên Chúa bảo, từ nay không bao giờ mày có trái nữa. Thế là cây vả chết khô. Vâng, đem cái cây vả trồng ở dọc đường đó, mang vào trồng ở vườn nho. Tôi không có làm vườn, chứ cũng không có thể biết so sánh thế nào, nhưng mà giống như là mang cái cây bình bát đó, trồng ở dọc sông, mang vào trồng trong cái vườn na, vườn mãng cầu xiêm vậy. Cây vả dọc đường mà người ta đòi cho nó phải có trái. Cây vả ở dọc đường phải có trái. Huống gì cái cây vả được trồng ở cái mảnh đất tốt, trong vườn nho. Nó phải sinh trái chứ. Cây vả dọc đường không có trái, bị Chúa nguyền rủa, khiến nó phải chết khô. Vậy thì cái cây vả trồng trong mảnh đất rất tốt mà không sinh trái, quý ông bà, anh chị em nghĩ phải làm cái gì cho nó đáng với cái cây đó?
Ông chủ nói với người làm vườn này, anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất? Chặt đi là phải. Ông chủ có ác không? Không, ông chủ không ác. 3 năm rồi ra tìm trái, ông kiên nhẫn, ông nhân từ lắm. 3 năm chứ không phải là 1 ngày, 1 tháng, 1 năm, 3 năm. Vậy mà bác làm vườn còn nhẫn nại hơn. Ông vớt vát, ông năn nỉ, thưa ông chủ, xin cứ để cho nó 5 nay nữa, tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó, may ra sang năm nó có trái, nếu không ông sẽ chặt nó đi. Bác làm vườn nhân từ quá. Chắc chắn đây phải là hình ảnh của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đầy lòng thương xót. Đây phải là hình ảnh của Thiên Chúa thôi. Đấng đã nói, ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn, sám hối và được sống. Vâng, kính thưa quý bà, anh chị em, chúng ta là Kitô hữu, là cái cây vả được trồng trong vườn nho, trong mảnh đất tươi tốt là hội thánh. Trong hội thánh, chúng ta được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, bằng các bí tích, mỗi ngày, mỗi tuần, với tất cả, với đầy đủ các cái ân sủng lớn nhỏ. Anh chị em nghĩ xem, mình có cần phải sinh hoa trái không? Sống như thế mà không có hoa trái gì hay sao? Nếu mà đời sống chúng ta không trổ sinh hoa trái, thì chúng ta cần phải nhận ra cái gì nó đang ngăn cản chúng ta, khiến cho cái cây của chúng ta không sinh trái. Cho nên cần sám hối ngay hôm nay, không thể chần chừ đâu. Bởi lẽ Chúa đã nói rồi, hễ ai đã được cho nhiều thì bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Cho nên là cây vả được trồng trong vườn nho. Xin cho mỗi người chúng ta ý thức được cái sự ưu ái mà Thiên Chúa dành cho mình. Xin cho chúng ta nhận ra cái lòng thương xót, cái sự nhẫn nại của Chúa trước những cái tội lỗi của chúng ta, để chúng ta biết đáp trả lại Ngài, biết sinh hoa trái. Và trong cái lời nguyện đầu lễ hôm nay, rất cần xin cho chúng ta nhận ra cái cây của mình, cái cây vả của mình nó đang bệnh, xin Chúa chữa lành. Lạy Chúa là đấng rất từ bi nhân hậu, Chúa đã từng chỉ dạy chúng con cách chữa lành những vết thương tội lỗi là ăn chay, hãm mình, siêng năng cầu nguyện và chia cơm sẻ áo cho kẻ khó nghèo. Này, chúng con nhận biết mình yếu hèn, tội lỗi, lầm lỗi và hết lòng sám hối ăn năn. Xin Chúa đoái thương nhìn đến chúng con và đưa tay nâng đỡ. Amen.